Xin chào tất cả anh chị em, cái clip này tôi xin hướng dẫn sử dụng cây Yamaha có số hiệu là PSR76. Là một cây Yamaha nội địa Nhật. Tuy nó không còn mới mẻ gì nữa nhưng mà nó cũng rất là xịn. Tất cả giao diện đây bằng tiếng Nhật hết, Nó có màn hình hiển thị số LED cũng rất là sắc nét. Nó cây đàn này thì nó có 100 tiếng, 100 điệu và nó có 40 ca khúc song banh để ta tập luyện, rất là đầy đủ. Nó 49 phím, loa stereo left right, nghe rất là hay. Yamaha thì âm thanh của nó thì luôn luôn hay. Chúng ta xem đằng sau của nó. Ok, đằng sau nó không có gì cả. Nó có đường ốc out headphone và nó có đường nguồn DC 10-12V, rất là đơn giản. Ok, giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cây organ này. Tuy nó là giao diện hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhưng mà cách sử dụng của nó cũng không có gì là khó khăn cả. Mọi người chỉ cần xem qua clip này là mọi người có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của nó rồi. Bây giờ ta đi bật lên nhé. Đây là nút power. Đó, ta ấn vô. Ok, đèn nó đã lên rồi. Rồi, trên này dãy chữ màu xanh tiếng Nhật này. Đó, đây là chọn tiếng. Dãy số màu đỏ ở dưới là chọn điệu. Và dãy số màu vàng bên này như là song banh. Đơn giản vậy thôi. Còn dãy số là từ 1 đến 0, như là 1 đến 90 ạ. Thì là để ta chọn những cái số ở trên này để ta chọn tiếng, chọn điệu để ta chơi. Đó, còn nút cộng trừ này là giảm tempo, tăng tempo, nghĩa là nhanh chậm của điệu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn đây là nút này là nút dồn trống. Dồn trống và là phím chờ. Chế độ chờ chút nữa như nào tôi sẽ nói thêm. Đây là chế độ start stop, tắt mở trống. Đó. Còn đây là hai chế độ này thì để dành chơi song banh. Ok, đây là volume của nó, to nhỏ của nó. Rồi, bây giờ ta đi vào khám phá cây đàn này. Nãy giờ tôi nói là hết chức năng của nó rồi đó. Bây giờ ta vào thực tế, chỉ cần vài phút thôi là mọi người có thể sử dụng được cây đàn này. Ok. Cây đàn này thì nó hơi khác những cái modem khác một chút. Những modem khác nó có một cái chế độ nút mode, nút gạt, gạt lên gạt xuống để chọn các chế độ với nhau thì ở để ta chơi. Còn cây đàn này nó rất là đơn giản. Đây, chọn tiếng, chọn điệu và chọn song banh. Khi mà ta ấn lên nút chọn tiếng này, nó hiện lên đèn màu đỏ này thì ta chọn một cái tiếng bất kỳ nào đó. Ở trên này thì mặc định là 49 phím này, chỉ đánh cái thứ tiếng đó thôi. Đó. Còn ở các cây đàn khác thì ta muốn làm như vậy ta phải gạt chế độ on, ta gạt chế độ on hoặc chế độ solo hoặc chế độ Norman. Đó, còn cái này rất là đơn giản. Chọn tiếng là chỉ đánh kiểu mặc định khi bật đàn lên là tiếng piano đúng không? Rồi, 49 phím này nó sẽ đánh tiếng piano. Nếu mà ta ấn vào đây đèn nó đỏ lên. Rồi nhé. Ok, 49 phím này chỉ chơi piano thôi. Để làm gì? Ngoài khi ta mua cái cây đàn này, ngoài chức năng để ta học organ, ta cũng có thể kết hợp học piano bình thường. Đó, như để luyện ngón mỗi ngày chẳng hạn. Ok, đơn giản như vậy đúng không? Rồi. Có thể là ta đệm hát cho nhau nghe. Đó, đơn giản là mình sẽ không chơi điệu, không chơi làm gì mà ta chỉ đệm hát cho nhau nghe bằng tiếng piano thôi chẳng hạn. Ví dụ như vậy, hoặc ta độc tấu một cái bài nào đó bằng piano. Ok, đây là tôi nói qua là tiếng piano, còn bất kể ta lấy tiếng nào đi chăng nữa thì 49 phím này nó đều là chỉ chơi một thứ tiếng đó. Ví dụ tôi lấy đại một tiếng 80 đi. Ok, thì là một cái tiếng của EDM. Ok, thì 49 phím này thì chơi tiếng này thôi, mọi người nghe này. Ok, đơn giản như vậy thôi, tôi lấy tiếng 90, 30 đi. Tiếng sáo đúng không? Thì 49 phím này chỉ chơi tiếng sáo thôi này. Ok, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Rồi, đây là chọn tiếng. Đó, và bây giờ ta sẽ ấn nút ở dưới. Giờ là ta chọn điệu, đúng không? Tiếng ở trên này, ví dụ tôi lấy sẵn tiếng 30 đi. Rồi, khi mà ta chọn điệu thì ta ấn nút xuống dưới. Mặc định hiện giờ đang là điệu 00. À, điệu 01. Đó, thì bây giờ ta chọn điệu nào trong 100 điệu này thì ta chọn thôi. Ví dụ như tôi ấn khi mà cái nút này là nút tắt mở trống này. Tắt, mở. Tắt, ok. Đó, mọi người nhớ nhá. Còn đây là nút dồn trống này. Dồn này, dồn. Dồn. Ok, cái nút này còn là chế độ chờ nữa. Đó, ấn vô đây. Rồi. Đó, ok. Ok. Còn nếu mà ta không ấn vô thì mặc định từ phím pha này trở về đây, nó là nơi để ta bấm hợp âm thì nó sẽ kêu bằng cái hợp âm thôi. Cái đàn này là cách bấm finger nhá. Cái bấm finger là cách bấm như nào? Ví dụ như là hợp âm đô trưởng nó có đồ mi son. Ok, để tôi lấy về tiếng piano đi cho nó dễ thị phạm. Rồi, đồ mi son. Thì bên này ta cũng phải bấm đồ mi son. Đồ mi son. Ok, thì nó mới ra được hợp âm. Đồ mi dáng son thì nó ra đô thứ. Ok. Ok, nó ra đô thứ. Vậy thì ở bên này cũng vậy. Ok, thì là từ bên này, qua bên này là nơi để ta bấm hợp âm nhá anh chị em. Cứ như vậy thôi. Thì ta chọn cái nào phía chế độ chờ. Nếu mà ta ấn vào đây.
Đấy, mọi người nhìn nhá, mọi người để ý nhá, khi mà ấn vào đây thì cái đèn ở cái đồng hồ này, nó nháy 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 nháy, nghĩa là nó đang chờ ta bấm bất kỳ một âm nào đó để nó vào điệu, vào trống. Ok, tắt này đó, hiện giờ nó vẫn đang nháy, mình tắt đi là hết nháy, thì nghĩa là bấm thoải mái nó không vô đó. Để làm gì cái chế độ này, làm gì để ta đánh một cái câu lý đà nào đó là để vào đầu tăng hợp âm là nó sẽ vô luôn. Ví dụ như kiểu tôi đánh này này, hoặc là một bài khác, ví dụ như kiểu là ok đó, mình đánh một câu lý đà vào để mình vào đầu tăng, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Đó là cái nút này, nó vừa là chế độ chờ, nó vừa là dồn trống. Ok, tempo nhanh chậm của nó đây là hai nút này, nhanh này, rất nhanh, chậm này, chúng ta cứ xem số thôi, rất chậm. Khi mà ấn liền lúc vào hai nút này thì nó sẽ trở về cái tempo mặc định của cái điệu đó, 38. Ok, tại vì đôi khi ta không có nhớ là mỗi điệu nó sẽ có một cái tempo mặc định khác nhau, nhanh chậm khác nhau, thì ta không thể nhớ hết tất cả các số được của cái tempo này. Ví dụ điệu vừa rồi là tempo 38, có những điệu tempo nó 50, có những điệu tempo nó 25, mình không thể nhớ được. Thì tốt nhất để là để về tempo mặc định của nó, thì ta ấn liền lúc hai nút cộng trừ tempo này thì nó sẽ về tempo mặc định của cái điệu đó. Ok anh chị em, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Đó, chọn tiếng, chọn điệu theo chơi đúng không? Ví dụ là tiếng, tôi chọn tiếng 50 xem nào. Rồi, điệu tôi chọn, tôi để điệu này đi, nhưng mà tempo tôi giảm xuống còn 29 thôi, để nó nhanh quá. Ok, rồi bây giờ mình chơi thử bài nhá. Rồi, ấn vào phím chờ, đèn nó nháy này. Rồi. Anh chị em, đơn giản vậy thôi, chọn tiếng, chọn điệu, chỉnh tempo đúng đúng với cái ta mong muốn, thế là mình chơi thôi. Ok, cái đàn này chỉ có như vậy thôi, nó không có gì cao siêu cả, và nãy giờ chức năng của nó là chỉ có như thế thôi. Đó, rất là dễ sử dụng. Ok, tôi chỉ mọi người một cái chức năng cuối cùng, nó là song banh, chế độ song banh bên này. Đó, thì ta muốn chơi chế độ song banh thì rất là đơn giản, ta ấn vô đây, nó như kiểu hai cái nút này này, chọn tiếng, chọn điệu, ấn vô đây, đèn nó sáng lên như là nó đang ở chế độ song banh. Chế độ song banh này thì mình có 40 ca khúc để ta tập luyện. Hiện giờ nó đang ở chế độ bài 01 này. Khi mà ta ấn về đây, ta ấn nút nút này, nút play này, play và stop, thì nó sẽ đánh cái bài đó rất hay đúng không, rất hay đó, nó đánh melody đó. Bây giờ ta muốn tắt tiếng melody thì đi, ấn vào nút này, ok nó mất rồi này, bật lên này, đó tắt đi này, bật. Ok, cái chế độ này là gì? Tôi nói nhanh thôi, tại vì cứ nói kỹ thì cũng vậy à. Chế độ này 40 bài hát này để cho ta nghe 40 ca khúc này, để ta thuộc giai điệu, ta tập luyện cái tiếng melody của cái giai điệu đó trên cái beat này mà máy đàn nó đã chơi sẵn, và để ta luyện ngón, ta đánh lại y chang giai điệu, nhịp phách, mọi thứ trong 40 ca khúc này. Ok, đây là một cái rất là hay để cho chúng ta có thêm niềm vui trong học tập. Nó giúp chúng ta phản xạ rất là tốt trong âm nhạc, nó giúp chúng ta nghe chuẩn nhịp phách, chuẩn nốt, nó giúp cho mình nghe lại và mình cover lại, mình đánh lại những cái melody. Cái đây là nút tắt mở melody này. Khi nào ta muốn nghe để ta học thuộc thì ta bật thì ta tắt nó đi, để cho máy nó sẽ đánh melody để ta học thuộc. Mình học thuộc từng đoạn ngắn, mình luyện từng đoạn ngắn, từ từ là mình sẽ đánh quen hết tất cả các bài. Hoặc là từ từ mình sẽ đánh quen hết tất cả nguyên một bài đó. Khi mà ta đã luyện tập nguyên một bài đó rồi thì ta bật cái 140 ca khúc này lên. Ta tắt melody đi. Đó, tắt đi, là nút đỏ, là nó off melody, là tay phải là mình sẽ đánh melody. Còn đây là sẽ là nơi để ta đệm tắt hợp âm này. Thì ok, cái này nó là để một cái để cho chúng ta giải trí, và nó rất là tốt là để cho chúng ta luyện tập nghe, luyện tập hàng ngày phản xạ trong âm nhạc, luyện tập nhịp phách, mọi thứ nói chung là tốt lắm, để anh chị em giải trí thêm. Thế mọi người mà luyện được khoảng 40 bài này thì organ và ngón tay của mọi người quá đỉnh rồi, quá giỏi rồi, nó sẽ phản xạ rất tốt và tai nghe âm nhạc của mọi người cũng rất là giỏi rồi. Ok, cái đàn này nó chỉ có như vậy thôi, nó không có gì là phức tạp cả, rất dễ dùng, rất dễ dùng, một trong những cái đàn cực kỳ dễ dùng đó. Thì hy vọng ai sở hữu một cái đàn này, tuy nó là giao diện bằng tiếng Nhật, cũng có thể là có những cây đàn người ta chuyển ngữ, nghĩa là người ta design lại cái mặt này bằng một miếng đề ca nào đó, design lại toàn bộ bằng tiếng Anh, người ta dán toàn bộ trên cái mặt đàn này để chuyển ngữ thành tiếng Anh. Cũng có nhiều, cũng có nhiều nơi người ta làm vậy đó. Nhưng mà nếu mà sở hữu nguyên bản một cây đàn bằng tiếng Nhật như này thì mọi người cũng không có lo lắng, tại vì nó rất là dễ sử dụng. Nhất là khi mà xem những clip hướng dẫn sử dụng của tôi như này thì mọi người chỉ cần xem qua một lần thì có thể làm được.
Ai mà chưa hiểu lắm thì có thể xem lại lần hai là chắc chắn là sẽ làm được sử dụng toàn bộ chức năng của cây đàn này. Ok anh chị em, hy vọng ai sở hữu một cây đàn Yamaha PSR76 này sẽ có nhiều niềm vui hơn trong học tập âm nhạc. Xin cảm ơn rất nhiều.